Vâng, đấy là chơi những cái cây cắm để, đây này cây này đẹp quá ông nhỉ. Ừ, cái này bao tiền đây ông? Cây cho ông cho thuê 3 triệu. Thuê 3 triệu và mùa xuân rất là đẹp. Một năm trồng đào này vất vả không ông? Vất vả lắm. Mà ảnh hưởng Covid thì nó ảnh hưởng nhiều không ông? Covid nó ảnh hưởng nhiều. Thứ nhất là nó giảm sút cái người đi buôn bán. Vâng. Chơi bời nó ít, các cơ quan sinh nghiệp đông lắm, cơ quan năm ngoái là chơi năm nay nó không chơi chứ. À cũng thế. Mà mùa xuân về rồi đây. Anh nghe. Ơi. Sáng nay em xem trên TV một nói ở Hà ở Nhật Tân anh là. Nó còn hơn nó nhiều bỏ cây rồi. À, năm nay đào nở sớm không? Nở sớm. Nở sớm là do thời tiết hay sao? Do thời tiết. Nó nở sớm do thời tiết. Thời tiết năm nay quá ấm. Mà nó ấm quá nên là thời tiết à. Nhưng là những cái cây những cái này là quá đẹp luôn. Cây là đẹp. Vâng, năm Tết là đẹp. Mà những cây của ông đây là vừa. Vâng. Ngày kia ngày mai ông đánh vậy đúng rồi. Cái cây này là ông chỉ cho thuê thôi à? Thuê hết ông bán. Người ta thuê hết rồi. À thuê hết. Ai mua thì ông bán. Vâng. Nó được giá thì ông bán, giờ chứ ông cho thuê cái 3 triệu 5 triệu thì mua đất 5 triệu thì ông mua đất ông bán. Thì đất. Vâng. Rất là nhiều cây thế rất là đẹp. Cái là cho thuê 3 triệu thì mua đất gọi là 4 triệu rưỡi ông bán luôn đất cho cái thằng thuê nhà. À. Đây. Cái này này. Vâng. Cho thuê thì cũng 3 triệu rưỡi thôi. Vâng. Ông trồng đào này lâu chưa? Ông trồng năm nay hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm. Ừ. Kinh nghiệm hơn 20 năm trồng đào. Để mà ra được một cái có cái là dòng mình có nhiều kinh nghiệm. Mà có kinh nghiệm rồi nhưng mà cái thời tiết nó quyết định cho đào. Thời tiết. Do mình chăm bón này, do mình tuốt này, phụ do mình phải phụ thuộc theo thời tiết. Vâng. Còn đào này nó có phải từ 40 ngày đến 45 ngày nó mới nở. Vâng. Ông phải tính là sao? Khoanh sớm để nở sớm, khoanh muộn nở muộn thì cho mình tuốt lá. Đấy. À. Nó lại do cái nó do lúc mình tuốt lá mình để tuốt nó lá nữa. Vâng. Tuốt sớm thì ra là hết lọc. Như là như vườn đào này nhà ông là nó sẽ vào dịp Tết. Nó dịp Tết là chuẩn Tết. Vâng. Chơi từ giờ đến rằm mày đánh chơi đến rằm tháng riêng, đúng một tháng. Nở chưa hết. Nhưng là so với giá đào mọi năm thì năm giá nay đào giá đào nay có thì được nó không? Giảm một chút rồi là chứ như mọi năm này nó khoảng như cái này bình thường như là nó khoảng 3 triệu rưỡi, năm nay chỉ nó khoảng 2,5 triệu trở lại. À, tức là nó cũng tụt hơn nó so tụt với mọi năm. Mà đấy. Nó cấm cách nhiều do dịch bệnh nên là đi lại bệnh. Nó cũng hạn chế nên hạn chế là bà con nông dân là đi buôn bán nó ở cũng đây khó hơn. Dưới ra lộc kia dưới người ta dòng nhiều lắm, người ta buôn bán ở Lam thì cuối cùng năm nay Lam có đi được đâu, để lại hết chuyển vào trong miền Nam ấy. Chuyển miền Nam đấy. Mà miền Nam nhiều chứ, thế cái giảm bớt miền Nam rồi giờ trên đường đi rồi không cho đi. Mà đấy, không cho đi nhưng mà thì người ta buôn bán là đi làm sao được. Đấy, những cái nụ đó là đẹp lắm. Con nụ đẹp này đấy. Đôi bàn đúng tay nghệ nhân trồng đào. Trồng đào. Ông là người ở đây luôn. Ông là người ở đây. Ở làng ở đây. Ở làng đây. Đấy. Đây này, những cây đào nhá. Những cái đào dạng như thế này. Đây. Có nhìn những cái bông hoa này. Cho đưa vào cho nó to chưa? Đây là đào. Đào già. Đào già đấy. Đấy. Đây là đào đào phai. Đào phai. Đào phai. Đấy là cho nhìn này, những cái cánh đào nó thế này rồi cho nhìn này. Cho chụp này. Đấy. Đấy, vâng. Bây giờ nó bắt đầu là nhìn lên chụp cái cánh đào này này. Đấy, đôi rồi, bàn được tay của người nông dân vào mùa xuân đang về trên bàn tay. Tay khất khỉu đâu. Mùa xuân đang về đấy trên đôi tay của người nông dân. Đấy. Đấy, trồng đào. Đẹp không? Những cái bông hoa đẹp. Rất đẹp. Còn ông có một lấy. Đây ông. Cánh đồng trồng đào rất là rộng. Ai đang đi xem mua một cành về để ban thờ. Đấy. Ồ, ở đây có rất là nhiều cái rau này, mọi người biết là rau gì không? Không biết rau gì đâu nhé. Đây là chính là để làm bánh khúc đấy. Bánh khúc là bánh gì? Đúng rồi, rau này là rau làm bánh khúc. Đấy, nhưng bác không biết làm, bác chỉ biết ăn thôi. Cây này là cây để làm bánh khúc đấy cô nhỉ? Đúng, đúng không? Cháu nhìn thấy bởi vì ở Hà Nội là có bánh khúc rất là nhiều. Hôm nọ cô ông cắt mít về làm bánh khúc. Mà nhưng cháu lại không biết làm. Đây này, nó ở vườn đào này mọc rất là nhiều cái cây để làm bánh khúc nhá. Về xay lẫn với thịt mà. À mình xay ra, xay lẫn ra với thịt được cô? Thế thịt xong bắt đầu là cho cả mộc nhĩ mới này kia gì nhỉ, cái nấm hương ấy à. Lẫn vào nó như là
thơm. Cho máy xay nhuyễn ra. Vâng. Xong rồi mới lại đỗ mình đồ lên. Vâng. Đỗ mình đồ xong rồi làm cái nhân ở trong đấy, xong bên ngoài thì là mình nặn cái nhân ở trong bên ngoài là gạo nếp. À hay nhỉ, mà đúng cứ mùa đông này nó có cái ra vườn đào này cháu mới nhìn thấy này. Nhiều lắm. Đây đây là đây cô có nhiều không? Nhà cô có mấy luống? Đây như cô vườn đấy ta đây đấy. À từ nhà đấy đó, từ ra đây đó. Đây là từ cái chỗ đào rừng nữa ra đây. Vâng. Đây là cây này là bắt đầu vào Tết là đẹp rồi cô nhỉ. Cây này nụ ăn bé, cô phải vâng. Tưới. Cô phải tưới để cho nó. Đây đang tưới đấy, đang. Nhưng đợt này nó đang lạnh rồi thì mình có ấy không? Có giữ được hoa không? Không giữ. Hay được. Là đang phải kích lên. Đang phải kích, cây này đang phải tưới đấy. Vâng. Chứ cái kia thì không phải kích, nó từng. Vâng. Nó từng theo từng loại đào một. Loại này là đào phai. Đào phai đây à cô? Đào phai thì là phải tưới. Vâng. Còn đào đỏ thì không phải tưới nữa. Vâng. Nó tùy loại từng đào. Vâng. Đào phai nó dài ngày hơn. À đào phai thì nó được chơi được lâu hơn ạ. Chơi lâu mới nó dài ngày, nó dài nó nâu nở. Vâng. Nâu nở, còn cái đào cành đỏ thì nó nhanh. Vâng. Đào này nó nâu nở. Đây là mọi năm là cháu hay chỉ mua những cái cành này thôi, bởi vì nhà nhỏ nên là chỉ để cành là tầm này là xinh, rất là xinh để cho lọ lục bình đẹp. Mình cứ làm loại to loại nhỏ nhiều lắm. Vâng. Nó do cái không gian của từng nhà. Ai mà thôi thích loại nhỏ thì có loại nhỏ luôn. Vâng. Đây không phải là mật mà đây là cái nhựa của cây đào. Cây mà bị ra nhựa này là hỏng rồi cô nhỉ? Đấy. Đấy, cây đào mà bị ra nhựa này là cây nó đã bị hỏng rồi con nhá. Đấy, nó như kiểu người mình bị mất máu đấy. Thật á? Ừ. Cái cây này là cô cho thuê hay bán? Cây này cũng đẹp này. Ai mua bán là giá cao hơn là bán đúng không? Hoa đào cũng rất là đẹp. Mùa xuân này. Trên sông, gà đang gáy trưa bên sông. Một trưa nắng thôi.